Mẫn số thì bây giờ mới gặp lại em. Giỡn với em hoài. Thấy bao điểm ngon không? Em nói cho anh biết. Em nói đi. Người mẫu. Mẫu. Người mẫu là mình phải có điểm nhấn. Mình đi qua bên phải. Nhấn cái. Mình đi qua bên trái. Nhấn cái. Mình đi ra sau lưng. Nhấn cái. Ghê chưa? Ghê. 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 Thấy ghê chưa anh? Trời hồn thảm mà... em lắm. À hả? Chuyện bây giờ mới kể. Trời ơi, ngày xưa qua gõ cửa nhà em hoài chứ gì. Trời ơi, điện thoại đâu không gọi đi gõ cửa. Một buổi sáng nọ qua gõ cửa nhà em. Cốc cốc cốc. Em mở cửa ra. Trời ơi, mới sáng sớm em làm gì có rõ, cứ qua gầm gầm quay vậy. Hồ mà nói, anh ơi, anh đừng bỏ em trong lúc này. Anh mắc cần anh lắm. Biết em nói sao không? Thôi em hãy đi quê, quýnh biệt kề từ đây, đóng cửa cái rầm. Trời ơi, phủ phàng vậy đó. Ngủ luôn tới sáng.
Trời ơi, con nhỏ khóc quá trời luôn, khóc từ đêm tới sáng luôn. Xong ra cái bài đêm về mình em bực không, nổi tiếng tới giờ luôn. Bây giờ có người trong cuộc này có xác nhận điều đó không? Xưa ghế em. Vậy đó hả? Họ không tin hả? Trước khi cưới Nhã Phương là bồ em. Chuyện này đừng nói ai nghe nha. Giờ em dẫn ra cho anh coi nè. Tướng phu thê. Hai người bước ra coi. Trời ơi, có tướng phu thê không? Em yêu. Ra đi. Đừng làm mất mặt anh. Ý là bỏ dài rồi đó. Hả? Bỏ dài rồi đó hả? Trời ơi, bữa nay Trường Giang nhập rồi. Ừ. Hà ơi. Ơi. I love you more than I can tell. Trời ơi.